Chiều ngày 28 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng đến thăm động viên các gia đình có nhà bị tốc mái do dông lốc xảy ra vào ngày 27 tháng 7 tại huyện Thoại Sơn. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Đầy, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cũng như thiệt hại về tài sản của các gia đình sau cơn dông lốc, trao tiền mặt hỗ trợ cho động viên các gia đình nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, đoàn đã hỗ trợ 12 hộ gia đình có nhà bị sập tốc mái ở các xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Định Mỹ, Bình Thành và Dòng Thê. Trong đó, số hộ bị thiệt hại nặng được đoàn hỗ trợ 4 triệu đồng, số hộ bị thiệt hại nhẹ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng yêu cầu lãnh đạo huyện Thoại Sơn và các địa phương có nhà bị tốc mái, bên cạnh tập trung công tác giúp dân khắc phục hậu quả, cần thống kê thiệt hại đầy đủ để có chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 27 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn huyện Thoại Sơn xảy ra mưa dông lốc xoáy, gây thiệt hại 33 căn nhà, làm ngã trụ điện trung thế, cây cối, ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn các xã Phú Thuận, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Mỹ Phú Đông, Bình Thành, Vĩnh Chánh, Định Mỹ và Dòng Thê. Trong đó, có 11 căn tốc mái từ 80 đến 100%, 5 căn tốc mái từ 50 đến 70% và 17 căn tỷ lệ thiệt hại dưới 50%. Ước tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.